lọ lem hạt rẻ nối gót. Bà Quyền Linh góp 200 triệu ủng hộ bà con vùng lũ vừa qua. Con gái Quyền Linh là lọ lem và hạt rẻ đã gửi Tê Yên để chia sẻ khó khăn, động viên người dân miền Bắc vượt qua mất mát do bão lũ gây ra. Hành động này nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng. Tối ngày 12 tháng 9, hai con gái của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo quyên góp 200 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Số Tê Yên này được trích ra từ khoản tiết kiệm của lọ lem và hạt rẻ. Lọ lem bộc bạch, những ngày qua, trước tình hình thiên tai khốc liệt, tụi con không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh bà con vùng lũ phía Bắc phải gồng mình vượt qua những mất mát và khó khăn. Từ tấm lòng chân thành, lọ lem và hạt rẻ xin đóng góp 200 triệu đồng từ Tê Yên tiết kiệm của mình, mong rằng có thể san sẻ phần nào, và hy vọng bà con sớm vượt qua giai đoạn gian khó này. Đi cùng với lọ lem và hạt rẻ là MC Quyền Linh cũng đồng hành cùng các con. Sau khi bài viết của lọ lem được đăng tải, gia đình MC Quyền Linh cũng có động thái động viên các con bên dưới. Bên dưới phần bình luận, MC Quyền Linh bày tỏ, yêu thương lắm. Doanh nhân Dạ Thảo cũng nhắn nhủ hai ái nữ rằng, mong hai con gái yêu của mẹ luôn giữ mãi sự ấm áp và tình cảm như vậy nhé. Lời nhắn của chị Dạ Thảo khiến nhiều người tấm tắc ngợi khen cách dạy con. Bên cạnh đó, cư dân mạng đều bất ngờ xen lẫn ủng hộ đồng nhiệt việc hai ái nữ nhà Quyền Linh ủng hộ Tê Yên hỗ trợ bà con ở khu vực bị ảnh hưởng do bão, lũ, tuyệt vời ông mặt trời. Hai bé đúng là con ngoan của ba Quyền Linh, quá giỏi bé ơi. Cảm ơn hai chị em rất nhiều, tấm lòng của hai cháu đáng quý quá. Trước đó, MC Quyền Linh cũng đã đại diện các tập thể để trao tặng phần kinh phí hỗ trợ người dân miền Bắc tại lễ trao giải cánh diều vàng. Bên cạnh đó, anh cũng chuyển khoản 200 triệu đồng đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để quyên góp cho đồng bào vùng lũ. Trước đó, gia đình MC Quyền Linh từng tiết lộ lọ lem và hạt rẻ thường tham gia hoạt động thiện nguyện và ủng hộ các chương trình của bố. Đặc biệt, cả hai cũng được khen hết lời khi chủ động trích một phần Tê Yên của mình cho các hoạt động từ thiện giống bố. Xuất hiện trong một sự kiện, lọ lem cũng chia sẻ rất tự hào khi sử dụng Tê Yên của mình đóng góp cho xã hội. Cô tâm sự, mình cố gắng ca yếm Tê Yên không chỉ lo cho học phí mà còn chi tiêu cho cả ba mẹ, những người xung quanh và đóng góp vào xã hội. Mình thấy bản thân đã làm một điều rất là điều tuyệt vời và làm được điều cho ba mẹ tự hào. Chính suy nghĩ này, cô nàng mới nhận lời làm người mẫu trong show thời trang diễn ra cuối tháng 8 vừa qua, vì cảm nhận được sự lan tỏa, ý nghĩa tích cực của dự án. Được biết, vợ chồng nam MC nổi tiếng sợ nhất các con bị vô cảm với những mảnh đời xung quanh. Chị Dạ Thảo, bà xã MC Quyền Linh từng chia sẻ, từ khi các con còn nhỏ, chúng tôi đã tập để các con biết yêu thương lẫn nhau, yêu thương cha mẹ, người thân, bạn bè. Có yêu thương thì ta mới biết chia sẻ, quan tâm, chăm sóc mọi người. Phụ nữ là phải ấm áp từ bên trong, rồi mới mang sự ấm áp ấy đến cho người khác. Thế nhưng, những tình cảm đó cũng phải được lý trí dẫn dắt, để khi cần cũng phải biết xử sự cương quyết và mạnh mẽ. Khi đi ngoài đường, qua các ngã tư, nếu tôi có hành động nào đó chia sẻ với những người khó khăn, thì dạy con khi cho hay tặng, biếu ai cái gì cũng phải đưa bằng hai tay, bởi của cho không bằng cách cho, người được tặng quà thấy mình được tôn trọng cũng sẽ vui hơn. Theo dõi trang cá nhân của Quyền Linh cũng thấy, anh thường xuyên đưa hai con đi làm từ thiện cùng.